phim Hàn Parasite. Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim. Ra mắt ở Liên hoan phim Cannes, Pháp vào tháng 5, Parasite của đạo diễn Bong Joon ho được tôn vinh bằng tràng pháo tay 8 phút, tác phẩm thắng giải cao nhất sự kiện, cành cọ vàng và nhận đến 98% đánh giá tích cực trên trang phê bình Rotten Tomatoes. Parasite là phim giành cành cọ vàng hiếm hoi ra rạp Việt Nam chỉ vài tuần sau lễ trao giải. Tên phim Parasite ký sinh trùng cùng poster với những nhân vật có vệt che ngang mắt tạo vẻ bí ẩn cho tác phẩm. Trailer cũng được cắt dựng để không lộ nội dung chính. Trên IndieWire, đạo diễn cho biết Parasite là phim gia đình đan sen bi hài kịch. Parasite, ký sinh trùng, trailer phim. Câu chuyện bắt đầu ở căn hộ nghèo ở Seoul, Hàn Quốc, nơi kỳ, tết, song càng, ho đóng, trong súc, giang huy jin, cùng hai người con kỳ, u, choi u, zik, và kỳ, dòng. Park Seo, Jam, chật vật kiếm sống. Ki, U thấy cơ hội đổi đời khi được nhận làm gia sư cho con gái của ngài Park. Lee San, Ki Un, anh lên kế hoạch để người thân của mình được đưa vào gia đình này làm công. Tuy nhiên, một biến cố xảy ra khiến mọi chuyện phức tạp. Chủ đề chính của phim là xung đột giữa lớp người giàu và nghèo trong xã hội Hàn Quốc. Trong khi gia đình ngài Park tận hưởng cuộc sống với những món đồ đắt đỏ, nhà Ki, Tết vật lộn để kiếm ăn qua ngày, thậm chí phải sụp sạo để bắt sóng huy từ hầm vệ sinh bằng cách thâm nhập vào gia đình giàu nhà kỳ tết giống như những con ký sinh trùng đeo bám và bòn rút sức sống của vật chủ tuy nhiên tranh lệch địa vị là làn danh vô hình mà phía nhà nghèo không thể vượt qua đạo diễn bông jun ho thể hiện rõ ý tưởng này qua lối chỉ đạo diễn xuất và giàn dựng cảnh quay những người nhà park có dáng đi khoan thai cốt cách thượng lưu mà gia đình kỳ tết không thể bắt chước dù họ xuất hiện trong cùng bối cảnh có cơ hội tận hưởng các tiện nghi ở nhà gia chủ ngược lại gia đình nghèo có sự khôn lỏi trí thông minh đường phố liên tiếp gieo chiêu trò mà nhà park không lường được góc nhìn trung dung tạo nên sức mạnh cho thông điệp phim các nhân vật trong parasite không hoàn toàn xấu hay tốt nhóm người nhà giàu không tàn nhẫn hay bóc lột người nghèo còn gia đình kỳ tết cũng không mang ác tâm với gia chủ nhờ đó phim tránh được lối mòn khắc họa một chiều kiểu thiện ác đối đầu cho dù ai chiến thắng trật tự về kinh tế địa vị vẫn giữ nguyên hiện trạng đạo diễn không đứng về phía nào mà chỉ nêu câu chuyện gây suy ngẫm về xã hội sự phân cấp kinh tế Cách tổ chức xã hội mới là động lực thúc đẩy hành vi nhân vật chứ không phải bản tính cá nhân. Do đó, Parasite là câu chuyện mang tính phổ quát mà khán giả nhiều nơi có thể hiểu. Tác phẩm kể vấn đề táo bạo, cấp thiết bằng giọng hài hước, nhẹ nhàng và không phán xét. Phim mang tính toàn cầu dù kể câu chuyện địa phương. Chúng tôi bị quyến rũ khi xem nó. A-L-E-G-A-N-D-G-O-G-O-N-Z-A-L-E-Z -e chủ tịch ban giám khảo ở Cannes, nói trên IndieWire. Giới phê bình tán dương khả năng kiểm soát nhịp độ diễn biến cũng như dấu ấn riêng của bông Jun Ho, một trong các đạo diễn Hàn có ảnh hưởng nhất hiện nay. Bông liên tiếp biến chuyển thể loại trong khoảng 2 giờ thời lượng, từ tâm lý, hài hước, ly kỳ đến cả một số đoạn có chất kinh dị. Sự thay đổi lối kể của đạo diễn ăn khớp chuyển biến tình tiết chứ không gượng gạo. Tiết tấu phim thường ở mức cao, được hỗ trợ bởi những bản nhạc cổ điển có nhịp nhanh, đan xen các khoảng nghỉ để nhân vật trải lòng. Khâu chọn bối cảnh là điểm mạnh của nhà làm phim sinh năm 1969. Căn hộ nhà kỳ, Tết có trần thấp, Cửa sổ có chiều cao ngang mặt đường, tạo ra sự bó hẹp không gian. Trái lại, nhà ngài Park nằm ở phía trên một sườn dốc, giống ẩn dụ cho địa vị cao của họ. Các đường đi, khu vực trong nhà được giới thiệu ở nửa đầu và thành bối cảnh cho các đoạn phim có chất kịch tính sau đó. Diễn biến hầu như được kể theo tuyến tính, lời thoại gáy gọn và dễ hiểu. Các tình tiết bất ngờ, PLOTT IST, được cài cắm nhiều ở nửa sau, trong video giới thiệu tác phẩm Bông Jun. Ho kêu gọi khán giả đừng tiết lộ nội dung sau buổi chiếu để không ảnh hưởng trải nghiệm của người chưa xem. Diễn xuất đồng đều của các sao Hàn giúp tác phẩm tròn trịa, song càng, Ho duy trì phong độ của diễn viên chuyên đóng các vai giàu tâm trạng. Tài tử có một cảnh cận mặt giàu chất tự sự gần cuối phim, gây liên tưởng đến một cảnh tương tự của anh trong Memories of Murder 2003, tác phẩm nổi tiếng của Bong Joon, Ho, Lee San, Kiun thể hiện được vẻ thượng lưu của ngài Park, còn Choi Woo xích chiếm thiện cảm khi hóa thân chàng trai nhà nghèo nhiều mưu mẹo. Tuy nhiên, kịch bản phim cũng có một số điểm chưa hợp lý. Kế hoạch của nhà Ki, Tết thành công dễ dàng do nhân vật vợ ngài Park, cho Yel, rong đóng, được khắc họa khờ khạo hơi phi thực tế. Tình cảm của Ki, U với con gái gia chủ cũng tiến triển khá vội. Ngoài khía cạnh điện ảnh, tác phẩm còn gây bàn tán về chính trị ở cảnh một phụ nữ châm biếm chính sách phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên, cũng như lãnh đạo nước này. Tuy nhiên, trên deadline, Bong Joon, Ho phủ nhận phim mang thông điệp chính trị. Ông giải thích đó là một kiểu nói đùa phổ biến ở Hàn Quốc, được đưa vào chỉ để gây cười. Được tôn vinh ở sự kiện của phim nghệ thuật, Parasite cũng thu hút số lượng lớn khán giả đại chúng. Ở Hàn Quốc, phim hiện thu hơn 50 triệu đô la Mỹ và đánh bại bom tấn Godzilla, King of Monsters trong tuần ra mắt. Ở Pháp, tác phẩm đứng thứ hai phòng vé khi công chiếu từ ngày mùng 5 tháng 6, chỉ sau Dark Phoenix. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 21 tháng 6 với nhãn C-18, không dành cho người dưới 18 tuổi xem thêm lý do parasite được tôn vinh ở can ân nguyễn